một bữa cơm chiều của ngày thứ hai tại camping. Bỏ cái nồi ra. Wow, camping nó đang món gì nè? Rau muống xào tỏi. Wow. Vẫn là dưa giá, rau luộc. Rau xào. À, rau xào. Rồi tôm rim. Đậu mắm kho quẹt. Và cái thịt chi quay rồi. Kho quẹt. À, thịt kho quẹt. Đây, ngày thứ hai tại sau một ngày đi lội hành trình đi tìm tự do ở lên hiking lên đỉnh núi và ra ngoài hồ. Giờ bên buổi tối là ăn cơm. Ăn cơm tối là với những món này và uống bia nhẹ nhẹ lát nữa rồi bên uống rượu nha. Tiếp tục chương trình rượu. Một đêm uống hai chai rượu thôi, không được uống nhiều. Tối nay cho phụ nữ uống margarita, một món rượu mẻ. Hôm nay có một gia đình vừa tới nữa. Đây, gia đình Kayo. Bắt tay cái coi. Đây, Kayo. Rồi, các cháu này thì mới đi ra tắm biển về. Từ đây là ra biển chừng 15 phút. Mình cắm biên camping ở bên khu núi. Khu núi và đi ra biển thì 15 phút. Giờ này về ăn cơm. Rồi, chúng tôi đang thử bé Smart TV để mở lên. Tối nay có một chương trình đá bóng của World Cup nữ. Nên tối nay cũng có coi World Cup luôn. Đấy. Ở đây khu vực này là không hề có điện nha. Nên chúng ta đã mang theo máy nổ. Máy nổ để phát điện và để cho đèn sáng và có tiếng nhạc cho nó sùng sình một chút. Rồi đây là một sân đá bóng mini cho các cháu. Rồi giờ bắt đầu chúng ta cho các dàn đèn lên hết. Sau hôm nay các cháu đi leo núi, ra hồ, rồi xong trở về nhà ăn uống xong, đi ra tắm biển một chút và trở về ăn cơm. Giờ bắt đầu chơi đá bóng chiều tối. Shoot! Oh my god! Love you! Hey. Nice, nice! Thay đổi bóng camping! Wow! Go, go! So. Oh, xem bộ. Xem bộ chứ chưa có bộ. Đồ hình áo trắng của ai đây? Đó, còn có Joseph trong khung thành. Alex là hậu vệ defense. Rồi ai nữa? Em của Alex là thằng Eric. Rồi Eric và Kit. Đội áo đen là có thằng Tèo, Danny, Kenneth và Colin Khoa. Thay đồ bóng này đã từng làm mưa làm gió ở Cali, nay đã đây xuất hiện ở tại camping. Đây, hôm nay bắt đầu đêm đốt lửa chạy đầu tiên. Ngày hôm qua là ngày đầu nhưng chúng tôi chưa đốt lửa. Hôm nay bắt đầu đốt lửa chạy. Và đang các cháu đang muốn mát ma lô. Thôi thôi. Ok. Từ 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 từ. Đi khói quá con ơi, đợi xíu. Chạy mày.
Một con lừa hồng cháy máy trong tim, trong tim, trong tim đâu kia. Tìm cái chữ gần nhau. Nóng à, hôm nay một gia đình lên chừng 6 người nữa, hôm nay phải không? 6 người, cài điểm rất cao đó. Lừa bùng bập bùng cháy trong ta. Và đây có một cái đèn đèn pha. Đèn pha là do cái anh này đây, Nam. Làm cái đèn pha cho các cháu. Năm cục đèn, năm cục đèn. Năm cục đèn, năm cục đèn. Một ngọn lửa bập bùng trong ta. Anh em đang thật đèn mà vợ, vợ thò tay. Trời không biết làm gì đây. Nào, shake, 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 shake. Thùng bài lửa. Yeah, đốt lửa nào, có người đốt được, có người đứng làm cục đèn kìa. Ủa nhà, cục đèn này đẹp. Nam kìa, cục đèn di động ra. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên. Bập bùng, bập bùng. Đây, các cháu đang đóng lửa cài vui quá, vui, vui, vui. Ô vui quá, sao lại vui nha. Đẹp trai mà bên gái ai nấy cũng đều vui. À, đâu đi. Vừa vừa đâu, vừa vừa ăn là ngon rồi. Cao lên, để cao lên, đừng để thấp xuống nó cháy á. Đừng ngồi tiếp, cô sẽ được rồi tiếp. Được rồi, hát nói ơi. Được rồi, anh đi, được rồi, anh đi, anh đi, nó. Nguyên cái trại này là tổng cộng chúng ta đi là 67 người. Lần này gần 67 người. Tiếp vào. Thôi à. Hôm ngày mai thêm 17 người nữa. À, là tổng cộng là gần 70 người á. Ồ dữ quá. Ồ, 67 người. Nhà đây luôn cái nuôi con đông quá. Yeah. Phải cho tập trung ngồi hết vào để chụp. Ừ. Còn thêm một đêm mai, nữa. Ngày mai đầy đủ không? Ngày mai đầy đủ. Ngày mai mấy đứa nữa. Ngày mai mình đi qua hậu đi áo tắm qua. Đó, đó. Bật khi này kìa rồi. Mày thi các mẫu hậu đi bikini. Wow. Đây là một cõi. Đâu rồi, phát cho mình cái bằng. Đâu rồi, còn nhiều lắm nghe. Để cho về tôi còn nướng bò bíp tết ăn cho ngon cái vị chúng ta. Bạn ngồi đi đốt lửa, còn ở trong kia là có một đầu đang mở nhạc nổ lửa lên cho lòng anh rực cháy. Nổi lửa lên. Đây các cháu. Wow, ngon quá vậy. Cho bác Hải ngồi miếng coi. Mất mà lộ. Cháu rất là thích cái món này, nướng chơi thì trong cái đại là rất là vui. Mọi gia đình đi, gia đình mới tới hôm nay là cây hồ, giống. Củi này là mua nè, mua củi mang theo, chúng ta mua củi mang theo để đem đốt lửa trại. Ngày mai tôi phải điểm danh dân số nha, từng người một khai báo. Đây, cháu đang tập trung, rất là vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giờ gặp lại trường cà phê quán cũ cùng vui với ai cánh hoa rơi nhẹ vương mắm nắng nay đôi về sau bàn chân nắng Thank you.
Sau đi biển, ăn chiều, ăn tối. Giờ bắt đầu mới đây là đội sòng bài nè. Xong cái này chắc mình phải báo cảnh sát. Còn cô này là Trâm. Trâm Rally. Ủng hộ cho Trâm, Tổng thống Trâm. Yeah, Trump. Đấy, Trump. Yeah. Đây, đây là đội. Ôi trời ơi là trời ơi. Đây Trump không hết chứ. Ai đến nhất đánh thì ăn, anh đánh okay, con gì okay. Đến đánh ba giờ đây. Rồi, tôi là chết. Rồi, phụ nữ là một chai margarita. Margarita là một loại rượu mễ, uống có pha một chút vodka, chanh, muối. Uống rất là ngon. Rất là dễ uống. Nhưng mà uống vô rồi thì cũng rất hay. Hôm nay thì còn đang đàn ông uống gì đây? Thêm hồ whisky, Scotland. Còn thêm bớt chất lộn. Đây, còn có chút vịt lộn Long An luôn. Rất là ngon. Rồi, Nam đập ra tiếng ăn coi thôi. Ăn ba trứng rồi. Ba trứng rồi hả? Ờ. Thấy không chị? Con ngắm thêm cái chai gì. Ừ, mà ăn hủ vịt lộn trứng là phải lấy cái tam hưu đập nha. Rồi lấy tam hưu đập, đập trứng. Rồi. Rồi giờ mình làm một trứng đây nè, chút vịt lộn nó ngon rau răm. Làm cho. Rồi, rồi đây, đó, rồi đây. Đây. Trứng lộn nha. Ok, lấy cho đây. Thưởng thức đó, đó. Rồi, bạn đập trứng lộn. Đập gì lộn là người ta đã mới vừa nói xong là phải lấy tam hũ đập. Đấy, tam hũ. Tam hũ nè. Lấy tam hũ đập rồi nè. Đập gì lộn phải lấy tam hũ đập thôi, đập đứt. Đập đứt. Muối sao, rắc muối. Không, anh là ăn cái kiểu của anh là kiểu muối là phải muối là phải rắc nè. Hả? Nè, phải rắc muối nè. Nhấc vàng, nhấc vàng. Rắc muối nè. Đây, đó rắc muối, đó lên đó. Đó, uy đó. Đó là 1 kg nha. Bé ơi, bé, bé ơi. Bé bé bé. Trứng vịt lộn rất là ngon nè. Bốn phần tư. Bé ơi. Trứng rất là ngon. Nó hơn 4 phần 3 nữa. Bé, bé Trang ơi, nhìn Trang. Long An. Có nhậu không? Nhậu gì? Nhậu nhậu trong vịt lộn. Trứng lộn ngon lắm bé Trang ơi. Margarita. Nó chạy bốn đi. Chắc bé chạy con bốn thì trước sau bé không bé không chơi qua đây là nghỉ chơi bé luôn. Ngày mai mình tẩy chay bé đó. Hôm nay bé chơi. Rồi. Mai bé kiếm mấy ông đánh bài chơi nha, bé đừng kiếm mình nữa nha. Kìa. Vô. Vô đây. Đó, phụ nữ đó. Bỏ chanh vô. Có mồi rồi. Đây. Mồi nóng luôn á. Có rồi nhưng mà vẫn thích. Bỏ ra muốn vô đây ăn. Ừ, đó, có mồi nóng luôn. Wow. Còn cô này có làm một tô mì Hàn Quốc. Mì Hàn Quốc có mồi nóng nóng mà ăn nhậu nó mới bắt chứ. Quanh chó này qua bển đi, quanh lên đâu còn gì đó. Dứa hả? Giữa ăn đắng miệng thôi, cho ra ngồi. Mấy bác có cần không? Đây, đây cho xin mấy miếng ra đi. Chắc đây em múc cho mấy miếng thôi. Cho mấy miếng rồi. Ôi chết. Rồi, chúng tôi vẫn tiếp tục nhậu. Còn đâu? Xong rồi, giải quyết cái này rồi. Cái đội bên này là đánh bài. Ok, ok, đây. Đây là từ nhỏ, cũng là một chai margarita. Margarita. I have like... Honestly, I don't know. Sợ cháu tập hợp qua một góc. Thì cháu rất là thích. Vô đi.
Ủa, tụi nên đến đây say mê quá, say mê quá. Đây, uống đi. Vô, vô, vô. Ngồi à, chơi luôn. Đây, đây, đây. Đây, uống Heineken. Và uống Ichiban của Nhật. Cho anh Tuấn đến nhất lần đây. Whisky của Scotland. Đôi năm.